Sau đây thì tôi xin chào công việc thứ 5 này lùm hạt tại chúng tôi smart đấy. Việc thứ 5 này video nâng cư nhầm nồng hai như tôi xin biểu biểu năng ca thưa ở Vlan đồng pi nâng score này tôi bình thường nè. Chẳng mùa hai đấy bạn dùng dùng thưa Vlan hay dùng chạm bạn dùng biểu score này tôi bình thường. Bây giờ này tôi xin miền server nè. Được những dùng mơ tới dùng miền server là Vlan một hay nè Vlan một hay. Hay Vlan đó nó cứ chữ client. Ủa thì họ ta file server này là ổng install lên này, này file server F, này nhầm đặt F, DB database, web server, mình thấy dưới là xe local. Chẳng nó bê khá, nó bê đề khai ấn trọng cả xe một căn web server bởi dưới tạm dưới local IP, rồi gọi tạm dưới xe xe. Hay mới tiết, chẳng là xe một căn trái xe, cho thông là block server cứ dưới tục là exam xe xe, thì bởi store đó. Chẳng như tôi thua vì score này, hay bê khá server, dùng trong ở VS Code thì mỗi client của bạn chẳng nhóm nông bằng hạn. Ok, chẳng này đó thì cho tôi can server bằng nhóm nè, nên VPC nhóm cho VPC mỗi này của bạn. Ok, chẳng nhóm thôi cao phim tôi can get về nè, bởi get về bởi VLAN đọc ta VS Code lắm, bạn sắp chết. Ở score tên này đó nè, time out hột nè, nhưng mà bật đi. Hay nó không thích nhóm trâu ca ping bị Windows 7 bỏ nhóm một căn kẹt về ping là kẹt về sẵn đó ta biết score kẹt về score là lại ăn chơi chơi ok ở score lên nên đó này chân này đó này thơm mạch nên đó này cho được nông firewall mà nên đó này cho chạy cái lãnh biệt hà firewall policy object hay chạy firewall policy đấy ở chạy ở policy object hay firewall policy. Nên đó thì tôi cho tôi một cái rule mới nè. VLAN 10 to VLAN 10. Ok. Chẳng nhưng mà nó bị client tôi cần VLAN 10. VLAN 10 to outgoing cứ chẳng ta mà dựa port VLAN 10 nè. VLAN server. Ok, 10 nè. So, cứ nên đó thì ai vô all của bạn đấy nhưng mình vô all đấy nhưng mình sẽ tập căn VLAN trị liệu nào mũi sao VLAN dot ok destination VLAN pay ok all tấm cái line này là này vô generate log vô enable nó phải đây dương cần nó vẫn đang hay cứ vía nặng đà nhé chân dương cái nhất là ok chẳng VLAN một hay một VLAN đáp score nó ở đây chẳng dùng thư ca cần nói mới tiếp rồi còn này tao không ai copy ấy, nhưng ra thi lớn tao không thể chơi lưu viêm hay vô biệt thả vì miền biệt thả copy nè copy hay là tao không ai khá chỗ right click nó tiên nó khá đã bơ các bạn nhé tấm ơn nữa nữa đó không nên đã VLAN một thấy thứ VLAN đọc mình ok anh em prap luôn lượn á ok tấm ơn là đó thì là bóc lên lưu viêm á vì sao mà dùng một cái rule thôi mày nè chứ những đồ VLAN một thấy thứ VLAN đọc hay cái này những đỏ đỏ mà hay dùng vô VLAN một thấy những đồ với nhau này thì vấn đề đó lên đấy là ông bật cả tham gia bạn này tao bị lên đó ok ok chắc này đọc lên khởi nhé nó bây giờ dùng copy này đọc lên khởi nhé nhà của anh muốn để đọc lên lại click vô bị status hay enable ok yeah chào bạn này đọc này cứ nó bây giờ cứ dùng bạn là sẽ bị lên một phải tôi phải lên đó bị lên đó tôi phải lên phải tôi bây giờ mà cứ dùng ai sẽ nên tôi bây giờ bạn chúng ở video nâng cứ miễn tập năng thế, xem ra video tiếp làm nâng, dừng nâng bật to miễn xem tiết video tiếp mũi tiếp vào, chưa ăn miễn lab nâng á, học con chân này